Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh The Real Vlog. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày mai phiên tòa sẽ chính thức được diễn ra và thậm chí là sẽ có mặt của bà Nguyễn Phương Hằng. Khi mà một số những cái thông tin trên cơ quan báo chí thì hiện tại đó bà Nguyễn Phương Hằng đã được trích xuất trở về trại giam Chí Hòa. Chưa biết rằng thì cái phiên tòa ngày mai nó sẽ diễn biến và kết cục nó ra làm sao, nhưng mà mình thấy rằng khả năng rất là cao là một cái phiên tòa bùng nổ và thậm chí là sẽ có rất đông khán giả, những người yêu mến của bà Nguyễn Phương Hằng đó cả nhà, thì sẽ xuất hiện tại tòa. Mình thấy rằng là trên tất cả mọi diễn đàn đó, đặc biệt là trên kênh của em, thì rất là nhiều cô chú anh chị nói rằng ngày mai cố gắng sắp xếp công việc, thậm chí là một số những tỉnh thành xa xôi để quay trở về thành phố Hồ Chí Minh với cái sự mong muốn được nhìn thấy bà Hằng, rồi cổ vũ cho ba người trợ lý cho đến là tiến sĩ Lực, Đặng Anh Quân, cho cầu mong những cái điều may mắn sẽ đến với ba người trợ lý và tiến sĩ. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay đó mình thấy rằng trên các cơ quan báo chí có đăng cái thông tin cũng khiến cho rất là nhiều người cảm thấy lo lắng, đó chính là cái lý do mà trích xuất bà Nguyễn Phương Hằng ra phiên tòa phúc thẩm lần này, mặc dù bà ấy đã có đơn để mà xin xét xử vắng mặt đó của chú anh chị. Thì trên báo Dân Trí có cái tiêu đề là tại sao trích xuất bà Nguyễn Phương Hằng tới phiên tòa phúc thẩm. Do có kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là làm rõ một số những cái nội dung liên quan trong vụ án nên tòa quyết định triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên tòa. Nghe cái câu đầu tiên thôi thì có lẽ rằng sẽ khiến cho rất là nhiều người cảm thấy lo lắng, và đó chính là do có kháng cáo cho nên là mới trích xuất bà ấy, thậm chí là phải làm rõ một số những cái nội dung trong vụ án. Thì chúng ta biết là cái người kháng cáo là ai rồi, Hằng Ni và Đinh Lan. Vậy là làm rõ một số những cái nội dung trong vụ án thì có phải là những cái nội dung mà mấy bữa rày chị Lan đã tung tin lên mạng hay là không? Đó chính là cái câu chuyện mà tố vị nguyên trưởng công an Gò Vấp hay là vu khống cho Lan trong cái câu chuyện của Mai Xuân Cường, hoặc là cho đến là trả hồ sơ điều tra bổ sung thêm hàng chục YouTuber là đồng phạm bà Nguyễn Phương Hằng. Nhưng mà trong cái câu này đó thì đã có câu trả lời, có lẽ rằng là khi mà Thanh Nguyên chia sẻ đây thì sẽ khiến cho chị Lan gọi là cảm thấy suy sụp mà thôi. Bởi vì chúng ta nghe rất là rõ, đó chính là làm rõ một số nội dung trong vụ án, trong cái vụ án 331 là bà Nguyễn Phương Hằng và bốn đồng phạm đã được tòa án sơ thẩm tại tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án sơ thẩm cả nhà. Còn cái câu chuyện của chị Lan á có nằm trong vụ án hay không, ví dụ như là hàng chục YouTuber hay là vụ nguyên trưởng công an của Gò Vấp nào đó, thì nó đâu có liên quan đến cái vụ án mà 331 mà đã được xét xử đâu cả nhà. Người ta chỉ xem xét trong cái phạm vi vụ án mà thôi. Cho nên là có thể thấy rằng là chưa diễn ra, nhưng mà mình thấy những cái chi tiết này thì sẽ hiểu được cái kết cục của chị Lan nó sẽ gọi là đi về đâu rồi. Có nghĩa là cũng chỉ nằm trong cái khuôn viên vụ án mà thôi. Còn ngoài vụ án, những cái câu chuyện mà vị nguyên trưởng công an nào đó thì có liên quan gì đến cái vụ án 331 của bà Nguyễn Phương Hằng, hay là hàng chục YouTuber, hay là cho đến vụ Mai Xuân Cường cũng đã được tòa án Thủ Dầu Một người ta xét xử xong rồi. Nghe cô chú anh chị, ngày 4 tháng 4, tòa án cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Anh Quân, 43 tuổi, cựu giảng viên trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Thị Mai Nhi, Quỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà, nhân viên công ty cổ phần Đại Nam, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Phiên tòa do ông Phan Đức Phương làm chủ tọa. Trong phiên tòa này, luật sư Hồ Nguyên Lễ sẽ bào chữa cho các bị cáo Quỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi và Lê Thị Thu Hà. Đối với bị cáo Đặng Anh Quân có luật sư Nguyễn Tri Thắng và luật sư Lê Thị Quỳnh Anh. Bị cáo Quân cho rằng bản án 2 năm 6 tháng tù tòa áp dụng đối với mình là quá nặng. Các bị cáo khác xin hưởng án treo. Án sơ thẩm đã tuyên cho ba bị cáo Quỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà là 1 năm 6 tháng tù. Là người có vai trò chủ mưu trong vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo và đang thi hành án bản án 3 năm tù. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm cho rằng cần triệu tập bà đến phiên xử để xem xét toàn diện vụ án và có kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Thì về phía hội đồng xét xử cho rằng đó là cần phải làm rõ một số toàn diện trong vụ án, đặc biệt là cái câu chuyện mà Đinh Lan đòi bồi thường đó cả nhà, rồi cho đến là cái kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là tư cách tham gia tố tụng. Đặc biệt là họ xin được xác định là bị hại, có nghĩa là họ xác định mình phải là bị hại trong cái vụ án này. Thì lần này đó mình thấy rằng có cái hai điều mà Đinh Lan cần chuẩn bị những cái tinh thần trước. Cái thứ nhất là cái vấn đề yêu cầu bồi thường thiệt hại rồi. Cái thứ hai là bị hại. Quý vị thử nghĩ đi, nếu như thật sự mà Hằng Ni và Đinh Lan trở thành bị hại, mình nói mình không cần nói xa, trở thành bị hại bà Hằng đi, vậy thì
bà Hằng có phải quay ngược lại, bà Hằng có phải là được xác định có bị hại của Hằng Ni không cả nhà? Như vậy thì hai cái bản án sơ thẩm có phải là sẽ bị hủy hết hay không? Mình nghĩ đơn giản như vậy thôi thì nó dường như nó rất là khó để xảy ra rồi. Còn cái câu chuyện mà ngày hôm nay điều đặc biệt đó, khi mà cái phiên tòa phúc thẩm diễn ra thì đánh giá rằng đó, chúng ta biết được rằng là sẽ xem xét lại cái bản án thôi của các bị cáo, họ xin giảm nhẹ. Như vậy họ xin giảm nhẹ, một là được giảm nhẹ, hai là giữ nguyên bản án, chứ không có cái câu chuyện là nặng hơn ở đây. Chúng ta nên hiểu là như vậy. Còn chị Lan thì chị ấy muốn trở thành bị hại để mà chị sẽ tiếp tục làm cái công tác tiếp theo, là chị sẽ đề nghị gọi là hủy án đó cô chú anh chị. Tại vì sai tư cách tham gia tố tụng thì bản án sẽ bị hủy và thậm chí phải làm lại từ đầu như cái mong ước của chị Lan. Thì mình thấy rằng là cho đến cái thời điểm này thì về phía các nhân vật, đặc biệt là các nhân vật, các YouTuber mà đồng nghiệp, bạn bè với chị Ni, với chị Lan đó cô chú anh chị, có phóng viên, có nhà báo, có YouTuber mà kiểu như là dơ thì cũng có cô chú anh chị, thì đang so sánh, nói rằng là trời ơi, chích sức rồi đó, để xem lần này là bà Nguyễn Phương Hằng còn gọi là thần thái được như trước nữa hay không, nào là phải mặc áo tù, rồi nào là so sánh với chị Lan mặc áo tù còng tay, không còn được đẹp, được lộng lẫy như xưa nữa. Thì mình thấy nó vô cùng buồn cười ở chỗ này cả nhà. Có nghĩa rằng bây giờ đó là họ muốn gọi là dùng cái câu chuyện gọi là nhan sắc, thần thái ra để mà đè bẹp bà Nguyễn Phương Hằng. Có nghĩa là họ vùi vập đó, họ biêu xấu đó cô chú anh chị. Nhưng mà mình thấy cái điều này họ làm đó, đặc biệt là chị Lan đó, chị làm thì giống như là chị thừa nhận rằng một điều rằng đó là nếu như bình thường nha, nếu như bình thường thì Lan không có cửa. Chính khi họ mà họ nói rằng bây giờ họ mang cái câu chuyện nhan sắc ra để mà so sánh, mà so đo đòi đọ nhan sắc với người, một người hiện tại là đang vướng một vòng lao lý, thì mình thấy rằng cái điều đầu tiên đó chính là họ đã tự thừa nhận mình thua rồi. Bởi vì nếu như bình thường bà Nguyễn Phương Hằng mà không vướng một vòng lao lý thì làm gì có cửa để mà so. Cho nên là phải chờ nhân cái lúc mà bà ấy đang gọi là đang bị như thế này nè, mới mang ra để mà so, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nó thua thiệt quá rõ rệt. Nhưng mà so như vậy đó mà còn chưa chắc có thể mà thắng bà Nguyễn Phương Hằng nữa cô chú anh chị, chứ chưa nói đến cái câu chuyện ngày mai cái thần thái của bà sẽ ra làm sao và như thế nào. Chúng ta được chứng kiến qua cái phiên tòa ngày 1 tháng 9 rồi, phong thái tự tin và thản nhiên, thậm chí là với những cái màn đối đáp đối với các luật sư thì khiến cho các luật sư mà tên tuổi đó luật sư tên tuổi rất là ghê gớm, nó còn phải còn cứng họng nữa. Chứ nói chi là chỉ một luật sư của Hằng Ni, thậm chí là hai luật sư của gọi là chị Lan, mặc dù thì chị Lan đã chuẩn bị khá là kỹ, nhưng mà cái kết cục thì tất nhiên rồi, ngày mai thì chúng ta sẽ biết được rõ hết cái kết cục của diễn biến nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ngoài cái câu chuyện mà người ta muốn nhìn thấy bà Nguyễn Phương Hằng thần thái của bà ấy, thì mình nghĩ rằng đó người ta cũng rất là muốn nhìn thấy được cái kết cục của chị Lan. Bởi vì chúng ta thấy rằng là đã có rất là nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, các anh ca chị hát, rồi anh Hiển, thậm chí chị Ni cũng không có mặt rồi, mà người ta thậm chí đã buông xuôi hết rồi. Và cái mọi cái thông tin, một cái câu chuyện dường như là mình nghĩ rằng khi mà tuyên án Hằng Ni rồi đó, thì mình nghĩ rằng mọi chuyện nó dường như nó tới đó là có cái điểm dừng, thì dường như nó hợp lý hơn rồi. Nhưng mà Lan thì không như thế cô chú anh chị. Chính Lan đã khơi mào lại tất cả, chính Lan đã gọi là mang cái câu chuyện này trở lại để mà nói rằng là Lan không chấp nhận là bà Nguyễn Phương Hằng là mình không phải là bị hại của bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì Đinh Lan rất là sợ BC02, cho nên là Đinh Lan quyết tâm cao độ như vậy. Và thậm chí chị nói là lần này không được đó, mình còn đi ra tới giám đốc thẩm nữa cô chú anh chị. Thì để xem rằng chị Lan sẽ làm được như thế nào. Ngày mai thì Thanh Nguyên cũng sẽ cố gắng có mặt sớm, tại vì cái phiên tòa sẽ được diễn ra vào lúc 7:30 cả nha. Mình có mặt sớm để mà mình cập nhật tình hình, đặc biệt là những cái hình ảnh của cô, rồi cho đến là những cái hình ảnh của chị Lan, mình sẽ cố gắng làm điều đó. Thì đây là cái Facebook ngày mai mình sẽ livestream nha cô chú anh chị. Quý vị nhớ đăng ký cái Facebook này, ngày mai mình sẽ đến đó thật là sớm, mình livestream trực tiếp cận cảnh mà nếu như chị Lan vào đó mình livestream luôn, hay là cô gì đó. Quý vị nhớ đăng ký cái Facebook này, theo dõi và chia sẻ giúp em nha cả nhà. Rồi, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những cái nội dung video mới tiếp theo. Vào ngày mai thì anh Nguyễn sẽ cố gắng khoảng 5-6 giờ để mình có mặt
để mà cập nhật tình hình gửi đến cho quý vị nha. Nhớ đăng ký cái Facebook này nha cả nhà. Thời gian tới thì em sẽ hoạt động trên cái Facebook này. Hiện tại thì cái Facebook này có 14.000 người theo dõi đó. Em có 3 cái. Nhưng mà ngày mai thì em livestream trên cái 14.000 này nè cả nhà. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay Thanh Quyền xin phép được quảng cáo hai cái sản phẩm mà Thanh Quyền đang bán trên nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm đầu tiên đó chính là một sản phẩm vô cùng quen thuộc, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, xuất xứ từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha cô chú anh chị, bảo đảm 100% nguyên chất. 1 lít là 1,5 triệu, một chai như vậy là nửa lít là 750.000 miễn phí ship. Còn đây chính là một sản phẩm đặc sản của quê hương Cà Mau, do chính tay mẹ của em làm luôn cả nhà. Đó chính là tôm sẻ, con hay gọi, người ta còn gọi là tôm lụi đó cả nhà. Nhiều quý vị khán giả hỏi con tôm sẻ là gì? Là con tôm nguyên con đó, mình sẻ ra mình phơi khô, rồi trong đó có ốp một chút tiêu, một chút ớt để tăng thêm cái hương vị. Đây là một bịch nửa ký nha cả nhà, một bịch nửa ký, nửa ký là 800.000, một ký là 1,6 triệu. Cô chú anh chị nào có nhu cầu sử dụng đó thì ủng hộ Thanh Quyền qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình 0395652797. Đây là mật ong rừng nguyên chất nha. Đây đó chính là tôm lụi, tôm sẻ. Xin mời tất cả cô chú anh chị chốt đơn.